Hi, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nhẹ Nhàng TV. Trong video này, mình sẽ chia sẻ tới các bạn một mẫu cải tạo nhà cũ theo phong cách hiện đại. Vậy, trước và sau khi cải tạo, công trình này có sự nổi sát như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo video dưới đây nhé. 1. Hiện trạng. Như các bạn thấy, trước khi cải tạo công trình này có lối thiết kế khá cũ của cuối những năm thập niên 90, nước sơn đã bạc màu. Mặt tiền được thiết kế các khung sắt và tấm rèm nhằm che chắn bụi, tuy nhiên lại khiến căn nhà trở nên bí bách. Phần nội thất các bảng tường đã bị ố, mốc ảnh hưởng tới sức khỏe hô hấp của gia chủ. Khu vực tủ bếp bừa bộn, chưa đáp ứng được công năng sử dụng cần được giải phóng và bố trí lại hợp lý hơn. Chiếc cầu thang cũ cần được thay hệ tay vịn và mặt đá sao cho bắt mắt hơn. 2. Giải pháp cải tạo. Trước và sau khi cải tạo, công trình đã có sự lột xác ngoạn mục, mặt tiền cũ lỗi thời giờ đây đã được sửa mới thành những khoảng đua lùi, đặc trưng của phong cách hiện đại. Để đảm bảo nhu cầu cản bụi, nên kiến trúc sư đã nhấn nhá những khoảng cây xanh tươi, tạo cảm quan thông thoáng, rộng rãi. Phần nội thất khu vực trần lỗi thời giờ đây đã được lắp đặt hệ trần thạch cao và đèn hắt để đảm bảo ánh sáng và thẩm mỹ. Khu bếp được tháo dỡ, lắp đặt hệ bếp chữ L vừa tận dụng không gian lại đảm bảo thẩm mỹ. Cầu thang cũ đã được bóc dỡ, mặt đá cũ thay bằng mặt đá đen hợp thời hơn. Hệ tay vịn thang cục mịch giờ đây đã thay mới bắt mắt lại đảm bảo an toàn. Phòng ngủ được giải phóng toàn bộ, làm mới hoàn toàn từ nội thất cho tới hiện trạng. Tủ quần áo cũ không đủ chứa đồ, giờ đây đã được thay thế bằng tủ to hơn, thẩm mỹ hơn. 3. Chi tiết. Sau khi cải tạo, công trình đã trở nên hợp thời và đẳng cấp hơn. Với chi phí hơn 500 triệu đồng cho cả phần thô và sắm sửa nội thất, căn nhà như được khoác lên bộ áo mới. Nội thất được thiết kế phong cách hiện đại đơn giản mà tiện nghi, sử dụng những đồ đạc có tính năng cao để tận dụng tối đa không gian để đồ.